anh xe vào trạm lập biên bản. Thế nào? Đi được chưa? Thằng trạm phó mới về, dặn lắm đấy ạ. Còn lão Bằng thì sao? Lão ấy có vẻ ngại. Thế à? Mày chặn chúng nó lại. Còn chúng mày, lên xe. Anh thông cảm. Có mỗi một khối gỗ em mua về để làm bộ cửa thôi mà. Cứ mỗi người một khối gỗ thì chả mấy lúc mà hết rừng. Vào trạm là biên bản. Các anh đừng làm phiền hà cho dân. Có mỗi tí gỗ mà cũng biên bản. Các anh cứ qua đi làm tiền hả? Qua đi. Hà ba đi anh. Anh đừng có nói vậy. Đã có lệnh nghiêm cấm vận chuyển gỗ trái phép. Bất cứ ai vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng pháp luật. Lùi lại, dẹp vào lề đường. Đây là trạm kiểm soát mới lập mà đồng chí phản ánh phải không? Dạ thưa anh, đúng ạ. Mấy ông kiểm lâm này thật liều lĩnh bậy bạ quá. Xin anh cho ý kiến chỉ đạo. Luật pháp nào cho phép các anh ngăn đường cấm chợ, sách nhiễu nhân dân hả? Chào anh ạ. Chào sếp. Thưa anh, đây là của băng trạm trưởng. À, chào anh. Dạ. Tôi đã nói rồi, phải chờ ý kiến cấp trên. Tại sao các cậu lại tự ý ngăn đường lập trạm thế hả? Dạ thưa anh, em cũng đã đề nghị đấy ạ. Nhưng ông Trung hạt trưởng có coi ra gì đâu ạ. Tệ thật đấy. Xe xịn kia, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Đồng chí, dừng lại xe lại. Mua xe phải nộp bao nhiêu tiền, nói tệ ra cho nhanh. Mẹ kiếp, cứ ra lên. Tệ mẹ nó. Ra lên, lao vào bà đi ạ. Chạm Phú Long đây. Vừa có hai xe Jeep 131 vừa chạm. Đề nghị cho ngay một đội cơ động chặn bọn chúng lại. Vâng. Có thể cả đường dốc khỉ nữa. Đường dốc khỉ đường xấu lắm, không chạy nhanh được đâu. Chúng bám sát quá. Tao sẽ có cách. Ra đi. Cẩn thận, chúng giở trò gì đấy. Vào vị trí. Tạt vào, bỏ xe. Toàn là gỗ quý hiếm thôi anh ạ. Anh Chiến, đây cũng toàn gỗ tứ thiết. Đưa hết về trạm. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô và các cháu học sinh yêu quý, đúng như thầy hiệu trưởng của trường các cháu vừa nói, các cháu phải biết ơn đảng bộ, chính quyền các cấp,
biết ơn cha mẹ. Đó là những người đã hết lòng quan tâm, đóng góp tiền của, công sức, góp phần xây dựng nên ngôi trường khang trang này. Các cháu hãy biến lòng biết ơn của mình thành những điểm 9, điểm 10, thành những người con ngoan, trò giỏi. Công ty của chú đã vinh dự được nhận trách nhiệm lo cho các cháu những bộ bàn ghế mới, những chiếc bảng mới để giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Các cháu phải biết rằng mỗi viên gạch, mỗi cái bàn, cái ghế là kết quả lao động của biết bao nhiêu con người. Các cháu phải biết yêu quý ngôi trường của mình, yêu quý các thầy, các cô. À, cho mày tới đây. Dạ, em có việc cần gặp ông Phú ngay. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Dạ. Về công ty ngay. Nhưng mà... Về ngay. Đấy. Các em chị. Các em cuối năm. Cô đã yên tâm về bản thanh lý hợp đồng chưa? Em cứ thấy gần ngại thế nào? Biên bản nghiệm thu công ký rồi, còn ngại gì nữa? Sao anh cho em nhiều thế? Ai có phần người đấy, cô yên tâm, đấy là luật mà. Em... Dạ thưa anh... Chúng mày lòng ăn thế à? Em cũng biết cô Bí Thư đến trạm. Mà bọn cơ động nó đến nhanh quá. Con hát. Có đứa nào bị bắt không? Dạ không ạ. Xe gỗ bị giữ ở trạm hay đưa về hạt rồi? Dạ, chúng mới đưa về trạm. Hôm nay là thứ sáu phải không? Dạ phải ạ. Việc này không để sang tuần được. Về đi, bảo bọn chúng nằm im chờ lệnh. Vâng ạ. Alo, cho tôi gặp anh Bằng trạm trưởng. Ông Bằng đấy hả? Tôi Phú đây. Tôi biết rồi. Ngày mai ông có trực không nhỉ? Có hả? Tôi có chuyện cần bàn với ông ngay đây. Chào chị. Chào anh. Đúng là đấy chị. Chị cho hỏi, nghe nói có anh Lĩnh ở nhà không ạ? Dạ, anh Lĩnh đang chờ anh trên đấy. Người chồng như vậy mà sao tàn nhẫn thế nhỉ? Cô biết đâu chuyện nhà người ta mà nói. Chừng 3 tháng rồi còn bỏ người ta. Đang giờ làm việc. Tự ý lập barrier. Thành các chị về phòng đi. Cứ tò mò cho người khác thế nhỉ? Về đi. Cô có nghe chuyện gì về tay chung không? Em nghe phong phanh. Hình như anh Trung có vợ con riêng trước khi lấy cô Vân. Thế à? Vâng. Phức tạp quá nhỉ? Vào đây. Vào đây uống với tôi chén nước cái đã nào. Đi vào đây. Thôi. Vào đây. Đi nào. Đi. Chặn đường để kiểm tra các xe nghi vấn thì được. Nhưng ông lại hạ cả barrier, ngăn quốc lộ. Thì liều quá đấy. Hàng ngàn khối gỗ và biết bao lâm sản quý vẫn từng ngày được vận chuyển qua các trạm. Nếu không có biện pháp cứng rắn thì làm sao có thể ngăn chặn được? Thì tôi đâu có phản đối, nhưng phải có chủ trương chung, phải được tỉnh, được bộ chấp thuận. Nếu ông cứ tự ý hành động như vậy, tôi nói trước nhé, sẽ có ngày họ trả cổng số 8 vào tay ông đấy. Chúng ta đã đề đạt lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân rồi. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ để chúng hút hết máu rừng à? Chi cục mới sắp xếp lại tổ chức. Việc hạ barrier đã gây rất nhiều phản ứng, rất nhiều chuyện phiền phức. Anh sợ điều gì? Alo, tôi đang rất bận nhé. Dư luận thế nào mà chả cho rằng tôi mới về làm chi cục trưởng mà đã hoáng lên, định chơi trội, bất chấp cả nguyên tắc. Hóa ra anh chỉ lo cho anh, anh sợ bị mang tiếng. Nếu vậy anh cứ ghi vào biên bản là hành động này của cá nhân tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người ta nghĩ ông hạ barrier để ăn chặn, để làm tiền. Ông có biết không? Ông thấy mình như thế nào? Tôi hành động theo lương tâm và trách nhiệm của người hạt trưởng. Tôi không phải thanh minh với ai cả. Thank you.
ký vào đơn ly hôn. Ở đây anh ghi cụ thể là do môi trường công tác nên thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến gia đình và thiếu trách nhiệm của người chồng. Em có thấy như vậy là tốt nhất không? Chúng mình chẳng có gì nhiều. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng ta. Em giữ lấy để sử dụng khi cần thiết. Anh chưa cho mẹ biết chuyện gì cả. Mẹ già rồi. Em đợi lúc nào đấy nói cho mẹ hiểu. Em nhớ giữ sức khỏe. Anh đi đây. Anh Trung, em xin anh, anh đừng đi. Em đâu muốn thế. Thì anh cũng đâu muốn thế. Anh Trung, em khổ lắm. Anh đừng bỏ em. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng có cách nào khác. Tôi không chỉ đau khổ, mà còn nhục nhã nữa. Mọi người đã cho tôi là kẻ nhẫn tâm, kẻ bạc ác. Cô thấy như thế chưa đủ sao? Tại anh ấy, chỉ tại anh tất cả. Cá chín rồi, nhanh tay lên. Sắp xong rồi, bọn con lên ngay đây. Lâu nay bác có thêm tin tức gì về mẹ con Ngàn không? Chưa ăn uống gì phải không? Cá mới câu được, thơm và ngọt thịt lắm. Hình như bác còn giấu cháu điều gì. Thì làm với tôi một chén đã. Bác cứ uống, cháu bỏ rượu lâu rồi. Còn chuyện vợ con của anh vẫn dứt khoát ly dị à? Có nhiều điều cháu không muốn nói ra, nhưng không còn cách nào khác. Người ta hiểu lầm nhau, căm ghét nhau, thậm chí choàng cả nhau nữa là vì có những điều phải nói với nhau thì lại không nói. Anh là hạt trưởng, là lãnh đạo, học nhiều, hiểu rộng hơn tôi. Lẽ ra điều này anh phải hiểu hơn tôi chứ, đúng chưa nào? Kìa bác Trúc, bác hiểu sai ý cháu rồi. Thì đấy, tôi hiểu sai là vì anh nói không hết, đúng chưa nào? Tôi cứ lấy như trong vô tuyến chương trình thời sự ấy. Cái nước bốt nhà gì đó, đánh nhau chán chề rồi vẫn phải ngồi nói chuyện với nhau. Người ta gọi là cái gì nhỉ? Thương lượng bác ạ. À đúng, phải thương lượng hòa bình. Thế mà yên ổn đấy, đúng không nào? Có lẽ ở đời cái cách hay nhất vẫn là thương lượng. Thế theo bác, việc tay bằng trạm trưởng nhận hối lộ, tiếp tay cho bọn buôn lậu gỗ, bọn phá rừng, ta cũng nên đàm phán, thương lượng hay sao? Thương lượng là thế nào? Tay ấy à, cứ phải tống cổ ra khỏi ngành, đưa ra tòa, đem ra mà bắn. Bác thấy chưa? Có phải việc gì cũng đem ra đàm phán, thương lượng được đâu? Thì việc nào nó đi việc ấy. Tôi giả dụ như thế là để nhấn vào hoàn cảnh gia đình của anh. Có việc gì dưới đây? Cháu kiểm tra lại máy, xong rồi. Thôi lên đi, chén cái đã. Đưa cho tôi khẩu súng. Chào hạt trưởng ạ. Chào hạt trưởng ạ. Xin chào. Hạt trưởng nghỉ lại đây một đêm với anh em cho vui ạ. Không được, tớ phải về hạt ngay. Này, cố gắng bắt bằng được bọn buôn lậu gỗ nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ lấy rừng. Giữ rừng còn khó, bắt được bọn lâm tặc, hạt trưởng lãng mạn quá đấy. Thôi, các anh đừng lý sự nữa. Ăn rồi để ý ở dưới sông ấy, bọn chúng nó bây giờ là ma mạnh lắm. Cứ thấy thuyền bè nào có dấu hiệu khả nghi là chúng con bắt dừng lại, kiểm tra tất. Rồi, tao nhắc là phải căng mắt căng tai ra, mà bắt cái bọn bè chìm bè lửng lơ ấy thì mới khó. Lơ đễnh là nó qua mà mình không biết đâu. Ta đi anh nhỉ. Chào các bạn. Chào hạt trưởng ạ. Chào hạt trưởng ạ.
rồi, chỉ còn hai tay kiểm lâm chạy. Ta đi ngay thôi. Anh đã buộc chắc chưa? Chắc chắn lắm rồi. Tình hình thế nào? Có vượt trạm được không? Anh xếp thêm nhiều đá vào cho chìm hẳn bè xuống, như thế mới an toàn. Ừ. Ông Trúc không có ở trạm thì yên tâm rồi. Em lên bờ kéo dây, để anh bơi theo bè. Anh đâu có bơi giỏi bằng em. Anh lên bờ đi, em sẽ bơi theo bè. Cẩn thận đấy em nhé. Đừng có bơi xa bè vừa. Rượu ngon quá, cậu làm thử một chén đi. Mình chịu, giờ mà uống nửa chén thôi thì có mà ngủ tới sáng. Tớ sẽ trực thay cho. Thôi, mình đi nằm cho giãn gân cốt đây. Có bè mảng gì thì gọi nhá. Chuyện gì thế? Sắp qua được trạm rồi. Thế thôi, mắc cạn rồi. Anh dỡ vớt đá mũi bè ra. Nhanh lên, em sẽ vít đuôi bè xuống. Kìa, cẩn thận anh Tùng. Này, có tiếng động gì dưới sông thế nhỉ? Thôi được, để tớ xuống xem sao. Có thấy gì không? Không thấy gì cả. Có tiếng động không? Chúng nó vượt trạm phải gần sáng. Thôi, ta về đi ngủ đi. Ta thoát rồi. Anh hoảng quá. Nếu là ông Trúc thì mình bị tóm rồi. Em cứ bám lấy bè cho đỡ mệt. Cậu đến muộn, chỉ còn vải khô thôi. Giống vải Thanh Hà, tôi sấy thủ công, nhưng ngon lắm, cô nếm thử. Năm đầu phải đầu tư hết bao nhiêu tiền hả bác? Từ 25 đến 30 triệu. Nào là tiền đất, tiền cây giống này, tiền tưới tiêu này, rồi tiền phân bón, thuốc trừ sâu nữa. Năm thứ hai đỡ tốn kém hơn, chỉ 5 triệu. Anh kia, sao lại vứt thế? Nhẹ nhẹ cái tay thôi. Anh có biết tốn bao mồ hôi công sức mới có được quả vải không? Anh vứt thế này dập nát hết, còn bán cho ai? Thế vụ đầu thì thu hoạch được khoảng bao nhiêu tiền hả bác? Cũng tùy. Mỗi hecta cũng được chục triệu. Mà phải đến năm thứ tư, thứ năm trở đi thì mới có lãi nhiều. Những năm được giá cũng hơn 30 triệu ấy chứ. Hơn 30 triệu nhiều thế cơ ạ? Khi nào chúng cháu làm vườn, bác giúp chúng cháu khâu giống má kỹ thuật nhé. Được, được. Cô cậu cứ chuẩn bị vốn liếng. Nếu quyết tâm, tôi sẽ nhượng lại cho một vài hecta. Nhưng cô cậu phải thật quyết tâm thì mới làm được. Cháu đi ạ. Ờ. Mẹ! Mẹ ở đâu?
Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mẹ lâu lắm mới lại được tắm suối. Mẹ cần gì thì cứ gọi con. Mẹ có làm sao, con khổ lắm. Mẹ định xuống ngâm ít lạt cho mềm. Ai dè. Thôi nào, mẹ sẽ nghe lời con. Mẹ xem này, mẹ vẫn còn đẹp lắm. À, anh Tùng đến. Ôi, con yêu này. Cháu chào cô ạ. Tùng đấy à? Yêu ở đâu thế cháu? Nó bị sập bẫy của ai không biết. Cháu cứ mang về, để rồi cháu làm thịt, nấu cháo cho cô ăn, bổ lắm. Nó bị thương hả anh? Ừ. Đây đứa này. Nó bé bỏng đáng thương thế này, em sẽ nuôi nó, sẽ chữa lành cho nó. Mẹ xem này, nó có xinh không? Ừ, nó đáng yêu quá. Con vào lấy bó thuốc mấy bà người Mán cho, mẹ dắt ở trên mái bếp ấy. Rửa sạch, giã nát, rồi đắp cho nó. Anh thấy chưa, mẹ đồng ý rồi đấy. Con yêu này là của em. Nào, đi lấy thuốc giúp em. Tuân lệnh. Ngoan nhá, cố chịu đau một tí nhá. Hơn 50 năm qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng nước ta đã suy giảm từ 14 triệu hecta năm 43 xuống còn 9,3 triệu hecta năm 95. Thưa anh, trên thực tế, đa số những người trực tiếp phá rừng là dân nghèo. Họ có mức sống rất thấp. Vì miếng cơm manh áo, họ phải làm thuê cho các tay đầu nợ, những chủ gỗ giấu mặt. Họ phá rừng một cách vô ý thức. Nếu chúng ta cứ đứng đằng sau các barrier xa rừng như vậy, thì làm sao mà ngăn chặn được? Vậy theo anh, ta không cần lập thêm các trại kiểm soát. Tôi nghĩ đó chưa phải là biện pháp tốt nhất. Theo anh, biện pháp nào là tốt nhất? Để bảo vệ được các tiểu khu rừng đó. Tôi nghĩ phải có biện pháp lâu dài. Phải giao đất khoán rừng cho các lâm trường, đến từng hộ dân. Ngoài công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên, phải có chính sách hỗ trợ về vốn, về quy trình kỹ thuật trồng mới và tái sinh rừng. Cả việc khai thác rừng hợp lý, có kế hoạch, có giám sát chặt chẽ, giúp họ ổn định cuộc sống. Khi rừng đã là nhà của họ, thì chính họ là những người kiểm lâm, là người bảo vệ rừng tốt nhất. Đó là những điểm chính của phương án bảo vệ rừng tận gốc mà tôi đã trình bày ở trong này. Những phương án như thế này, tôi nhận được rất nhiều. Đây là một phương án tốt. Tỉnh sẽ xem xét và bàn với Bộ Nông nghiệp, đệ trình lên chính phủ. Nhưng trước mắt, không thể để bọn buôn lậu gỗ ngang nhiên coi thường pháp luật như vậy. Tôi đã từng chứng kiến chúng liều lĩnh vượt trạm, và tôi tán thành việc lập lại các trạm kiểm soát của cậu Trung. Tỉnh sẽ bàn với Bộ Nông nghiệp và sẽ có quyết định. Để chậm ngày nào thì rừng sẽ bị phá thêm ngày ấy. Bà vào đây. Em xin bác, người ta buôn tàu bán bè, em có vài chục cân măng. Bà ngồi xuống. Bác tha cho em, thì các cháu bác có tiền ăn học. Thôi, bác đừng lập biên bản. Tha là tha thế nào? Các bà phá hết rừng để ăn. Bác cứ nói thế, thiên hạ họ phá nhiều, chứ em làm mấy. Lập biên bản, tịch thu hết. Anh Bằng. Bác nhẹ tay cho em. Không được. Lần này đây là biên bản thu giữ mấy xe gỗ. Tịch thu hết. Cậu đã hỏi bên công an để biết chủ xe chưa? Cả hai xe đều mang biển số giả. Bác ơi, hay là theo bác mình ý mà. Để đến thứ hai, giao cả hai xe về hạt cho các ông ấy xử lý. Chết, đã 4 giờ chiều rồi,
Cậu chị hộ mình, mình phải đi có chút việc. Vâng. Bà quen mặt lắm. Mời bà ký vào đây. Em xin bác. Uống đi. Đây. Thôi, tất cả đứng dậy, bịt mắt vào. Đứng dậy. Đi. Bắt đầu nhá. Nhẹ thôi. Đi. Mày nói đi. Mày ăn ngủ với thằng nào? Em xin anh ơi, em lại anh. Chuyện gì thế này? Nói. Mày bảo xuống đây. Mày làm cái gì thế này? Chúng mày buông tôi ra đây. Buông ra. Anh ơi. Kiểm lâm cho chết, mày dám ngủ với vợ tao à? Cho mày chết đi. Em trung cấp sẽ có. Em mời anh ơi. Gọi điện cho Hạt, cho công an. Alo. Alo. Mày cướp quả tao này. Chó chết chúng mày không thoát được đâu. Tao bắt cái cáo mày. Mày buông ra. Đứng lại. Chúng mày thả thân thế này. Cả lại. Đứng lại. Chúng đuổi gì. Đuổi cảm tao này. Cảm tao này. Chúng chẳng sẽ. Chúng mày. Chúng mày. Đi thôi. Đi thôi chồng. Còn có 450 đấy bố ạ. Bác sĩ ơi, phòng mổ ở đâu ạ? Chị tìm ai? Phòng mổ nào? Nhà em là kiểm lâm, bị bọn chúng nó bắn đưa vào đây. Đây, đi đằng này này. Đi con. Chào các đồng chí. Vâng. Các đồng chí có thêm tin tức gì về bọn gây gỗ đã cướp xe gỗ ở trạm không? Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Dạ. Xin phép anh cho tôi làm việc với đồng chí Chiến. Vâng. Ta đi thôi. Thưa bác sĩ, tình hình thế nào ạ? Vết thương nặng, cậu ấy ra nhiều máu, chỉ chậm chút thôi là chúng tôi bó tay. Thế ạ? Giờ thì yên tâm rồi. May quá, cảm ơn bác sĩ. Quả thật, tôi không nghĩ ngành kiểm lâm các đồng chí lại khốc liệt đến như vậy. Đây đâu phải là trường hợp duy nhất. Ở nhiều nơi, để bảo vệ được rừng, có thể anh em kiểm lâm phải hy sinh cả tính mạng của mình nữa. Ôi anh ơi, anh chết đi, khổ vợ khổ con, anh ơi anh. Kìa, anh. Chị không nên nói như thế. Chị hãy bình tĩnh lại. Anh ấy đã làm đúng chức trách của mình. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với anh ấy. Bác ơi, bố cháu có bị làm sao không bác? Chào anh ạ. Ai trực mà để barrier thế này? Dạ thưa anh. Xe gỗ của ai đây? Dạ. Đã lập biên bản chưa? Thưa anh. Thưa ông Bằng đâu? Dạ. Anh Bằng đang làm việc ở trong quán ạ. Không phải là chết ít. Tớ thì thông cảm cho qua được. Nhưng còn anh em khác nữa chứ. Cả một xe gỗ chứ có ít đâu. Canh dùng gì nữa không? Thôi thôi. Chi thêm ra. Gớm. Ông anh làm thêm vài nữa cho nó hạ hỏa. Quyền là ở ông anh cả. Chứ còn có ai vào đây nữa. Thì chúng em xin gửi thêm anh. Anh giúp bọn em là chính. Anh em ta còn làm ăn lâu dài mà anh. Chào Hạt trưởng. Anh Bằng. Anh thật không biết xấu hổ. Anh em thì vừa đổ máu, còn phải đang nằm viện. Anh là trạm trưởng mà lại ngồi ăn nhậu như thế này được à? Thì
thì tôi cũng đang làm việc đấy. Làm việc? Làm việc gì? Anh làm tiền thì có. Anh đang bôi nhọ ngành kiểm lâm đấy. Tôi chẳng bôi nhọ ai hết. Anh đừng có bảo vu không. Anh tưởng chiếc hạt kiểm của anh to lắm đấy à? Dù anh có là người nhà của ai thì tôi cũng cách chức trạm trưởng của anh. Anh thật không có lương tâm. Nếu ông cách chức được tôi thì xin mời. Còn chuyện lương tâm ấy, vợ chửa 3-4 tháng còn bị ông bỏ rơi. Đó là việc riêng tư của tôi. Riêng tư à? Nhưng nó vẫn là chuyện lương tâm đấy, ông Trung à. Nước xuống chưa nào? Nước trong khe ra có khác. Ôi, mát quá chứ ạ. Cứ để mày lọc cọc xuống suối như mấy hôm nọ, tao nghĩ không yên tâm chút nào. Thế chú quên, cháu cũng là dân bơi lặn à? À. Giỏi lắm. Mùa lũ năm ngoái không có thằng Tùng nó cứu thì mày chết mất xác rồi, đúng chưa nào? À, mà hai đứa đi đâu nhỉ? Không thấy ở nhà. Chúng nó đi rừng ạ. À. Mà chẳng hiểu có nên cơm cháo gì không. Suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Nhà có đàn gà giống, tao mang lên để mày nuôi cho vui. Lần sau lên, tao mua cho đôi xô nhựa. Mà tao còn nghe nói thằng Tùng nó vẫn đi lại với bọn buôn lậu gỗ phải không? Kể cũng tội chú ạ. Nó mồ côi mồ cút phiêu bạt lên đây, có nơi nào nương tựa đâu. Tao cũng quý nó, nhưng dạo này lơ mơ là người ta bắt đấy. Bảo nó đừng có dây với bọn lâm tặc nữa. Chú nghỉ tay đi. Tao phải về, không có thì lỡ xe. Chẳng mấy khi chú mới lên, chú ở lại ăn cơm đã. Tao còn phải trực đêm. Bận lắm. Dạo này thằng Trung lập thêm trạm kiểm soát, chẳng nhờ ai được. Chú uống nước đi. Ngàn này, chú nghĩ cháu cũng phải nghĩ lại đi. Dẫu gì thằng Trung cũng là bố của cái Thủy. Chú đừng nhắc đến anh Trung nữa. Nó vẫn quyết tâm tìm bằng được hai mẹ con mày. Chú làm sao giấu nó mãi được. Mà nó đang đòi ly dị vợ đấy. Khổ thân con bé, bụng mang dạ chưa. Chú nói cái gì? Có thật thế không? Chú cũng chẳng hiểu nó nghĩ thế nào cả. Không có lẽ vì mẹ con mày mà nó lại từ bỏ một người con gái khác. Nghe em nói đã, chuyện quan trọng mà. Em nói nhanh lên, anh nghe đây. Chúng mình sắp có con. Hả? À, em nói cái gì? Em có thai rồi. Có thật không? Anh không thích à? Hay anh không còn yêu em nữa? Chúng mình còn bao nhiêu khó khăn. Việc này mà lộ ra, anh sẽ không được làm luận án tốt nghiệp nữa. Còn em sẽ bị lâm trường kỷ luật. Em chỉ cần có anh thôi. Anh sẽ đưa em lên thị xã nạo thai. Sang năm tốt nghiệp, anh sẽ xin về lâm trường công tác.
Lúc ấy cưới nhau cũng chưa muộn cơ mà. Dù có bị đuổi việc, em cũng sẽ giữ con em. Anh cứ đi mà lo phấn đấu, em không cần nữa. Kìa, Ngàn, chúng mình phải nghĩ lâu dài chứ. Anh không nghĩ mình có con dễ thế. Anh bảo cái gì? Chúng mình mới gần nhau có một lần. Anh... Hay là... Hay là cái gì? Nó có phải con của anh không? Ngàn! Ngàn! Ngàn, đứng lại nghe anh bảo đã! Tôi không cần gì nữa! Anh cút đi! Kìa! Ngàn! Ngàn! Ngàn ơi! Ngàn! Ngàn! Chính sách cán bộ bao giờ cũng đòi hỏi sự thận trọng, hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chính xác nữa, các đồng chí ạ. Dù đau xót đến mấy, chúng ta cũng phải loại trừ những cán bộ thoái hóa, biến chất, những kẻ cơ hội lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân, gây phiền hà cho nhân dân. Đúng là phải loại trừ các đồng chí ạ. Xin lỗi các đồng chí một chút. Tôi thật không hiểu nổi ông ta. Rồi ông sẽ hiểu ngay thôi. Thưa anh đây ạ. Không phải là chiếc kéo này. Tôi cần một chiếc kéo nhỏ. Thật nhỏ, cô hiểu không? Nhỏ như thế này này. Dạ bé tí có phải không ạ? Tôi đang rất bận đấy. Thưa đây ạ. Chính xác. Cảm ơn cô. Xin lỗi các đồng chí. Rất tiếc là đồng chí chủ tịch tỉnh lại đi vắng. Việc kỷ luật đồng chí Bằng mà các đồng chí vừa nêu ra, ta nên xem xét kỹ lại. Phải nhìn sự việc từ nhiều phía, nhiều góc độ. Dẫu sao đồng chí Bằng cũng là một cán bộ có thâm niên công tác lâu năm trong ngành. Liệu một vài tiêu cực nhỏ đã đủ để chúng ta quy chụp, chúng ta kết luận về một phẩm chất của một cán bộ chưa? Chúng ta không quy chụp cho anh Bằng. Nhưng thưa đồng chí, xin phép để tôi nói nốt. Chắc đồng chí Lĩnh phải biết rõ hơn tôi về dư luận quần chúng đã phản ảnh về việc đồng chí Trung đã từng có vợ, có con trước khi lấy cô Vân. Mà việc đó đồng chí Trung đã thành thật báo cáo với tổ chức chưa nhỉ? Việc của tôi và anh Bằng hoàn toàn khác nhau. Đúng, có khác nhau thật. Nhưng vấn đề mà tôi muốn nói là chúng ta phải hết sức tỉnh táo, phải thận trọng trước những kẻ xấu. Chúng muốn bôi nhọ cán bộ nòng cốt, làm mất đoàn kết nội bộ của ta. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh. Việc kỷ luật và cách chức trạm trưởng của đồng chí Bằng, chi cục chúng tôi đã có quyết định. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ việc đồng chí Trung đề bạt đồng chí Chiến lên làm trạm trưởng. Tôi xin lưu ý, đây không phải chỉ là vấn đề thuộc ngành dọc của các ông. Nó còn là chính sách cán bộ của tỉnh. Không những chúng ta phải kỷ luật những phần tử thoái hóa biến chất, mà còn phải loại bỏ cả những cán bộ có lối sống thiếu đạo đức, thiếu nhân cách nữa.
cho tất cả xuống. Cả số gỗ có dấu búa cũng cho xuống để kiểm tra. Vâng. Này, cậu lập biên bản tạm giữ tất cả số gỗ này để truy rõ nguồn gốc nhé. Vâng. Alo. Anh Phú đấy ạ. Alo, Tế đấy hả? Sao? Tình hình căng lắm à? Cô chú đi kiểm tra tiếp đi. Dạ. Thế nào tôi nghe đây. Alo. Họ huy động cả công an. Dạ, quyết liệt lắm anh ạ. Phải tính sổ tay chung. Đấy không phải việc của cậu. Cậu cứ về đi, tôi sẽ có cách. Không. Alo, tôi nghe. Dạ vâng. Dạ đúng ạ. Xin ông chờ cho một chút ạ. Thưa anh, có bố già gọi bảo tôi đi vắng. Hỏi xem lão cần gì. Thưa ông, anh Phú vừa đi xuống xưởng ạ. Xin ông cứ nói, có gì tôi báo cáo lại. Dạ. Dạ. Tình hình trên này căng lắm ạ. Dạ vâng, chắc sẽ đúng hẹn ạ. Vâng, cả số lượng nữa ạ. Dạ, kính chào ông. Bố già giục ta chuyển gấp 100 mét khối gỗ theo đúng hợp đồng. Nếu sai sẽ không thanh toán một xu nào cho số gỗ đã giao. Mẹ kiếp, lão ta vừa có tiền lại vừa có quyền. Đồ uống nước cả cặn. Rồi cũng có lúc phải cho lão lĩnh đủ. Nhưng tình hình bọn kiểm lâm làm gắt cao thế này căng lắm anh ạ. Có phải chú nói thằng Tùng mồ côi vận chuyển gỗ đi lọt bằng đường sông phải không? Vâng. Nó có con bồ là người nhà lão Trúc làm trạm trưởng kiểm lâm đường sông. Nó đi có báo cho các chú biết không? Hay là ăn mảnh? Dạ. Nó đi bè nhỏ, ăn mảnh. Em nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu nên chưa xử lý ạ. Lão Trúc là người nhà thế nào với con bé? Nó sống ở đâu? Em nghe nói lão ấy là anh nuôi hay bố nuôi của mẹ con bé. Hình như sống biệt lập ở Khe Tròn trong rừng Phú Cang ấy ạ. Thằng Tùng có yêu con bé thật hay chỉ chơi bời? Dạ thật đấy ạ. Nó cố kiếm tiền để mua trại cây làm vườn đồi cho mẹ con bé. Thế thì được. Chú gọi Tế Sẹo lên gặp anh. Vâng ạ. Con hươu này bây giờ là của em đấy. Được rồi. Nào, ngoan nhá. Này, mày phải ngoan hơn cả chị Thủy cơ. Đứng lên nào. Đâu em ơi. Nhanh lên. Đi. Chấm này. Tôi đâu mà con. Buông ra. Tùng ơi. Thủy ơi. Quần khốn nạn. Đồ kẻ cướp. Bảo thằng Tùng đừng có qua mặt bọn này. Chúng ta sống với rừng thì phải xử theo luật rừng. Nhà chẳng có cái gì đáng tiền cả. Anh tìm gì thế ạ? Thằng Tùng ăn mảnh mấy chuyến, tao nghi nó găm tiền ở đây. Anh Tế, xem này. Em trông như tay trung hạt trưởng ấy nhỉ.
Có đúng không anh? Đúng, nhưng trẻ hơn. Mà sao nó lại chụp với con mẹ này nhỉ? Nhóc con! Trời, chết quá! Chết! Thôi, dừng tay! Ăn mảnh này! Đưa nó vào trong kia! Ra ngoài. Thế chú lắm kìa. Thằng kia nữa. Đi. Sao lại qua mặt anh? Làm mấy thằng kia nữa. Đi ra ngoài. Đúng rồi. Đặt tàu. Mày qua mặt tàu. Sao còn? Em xin các anh. Đứng đâu nào? Thằng. Em xin các anh em ạ. Thằng. Dừng tay lại. Các chú làm gì thế? Tắt cầu dao đi. Có gì thì cũng phải bảo ban nhau. Tôi cấm dùng bạo lực. Đây là xí nghiệp sản xuất, chứ không phải ngoài đường ngoài chợ. Thưa anh, tôi biết cả rồi. Cùng là anh em chiến hữu với nhau cả, chứ có phải là người thiên hạ đâu. Lau mặt đi, rồi lên văn phòng gặp anh nhé. Giúp chú sửa sang lại đi. Dạ. Phục tổ cho mày đấy con ạ. Cái cúc vào. Các chị đi làm đi, đang giờ làm việc xem cái gì. Đưa chú vào đây. Ngồi đi. Lần sau chú muốn kiếm thêm tiền, cứ nói với anh. Đừng ngại. Chú uống đi. Em không uống. Có đau lắm không? Dạ. Chú yêu cô bé lắm phải không? Dạ. Em định liều mấy chuyến để giúp mẹ con cô ấy. Anh tha lỗi cho em. Có chí làm quan, có gan thì làm giàu. Đàn ông là phải thế. Cái gan làm giàu của chú lại rất phục. Nhưng cứ một mình làm ăn cỏ con như thế thì đến bao giờ? Cô bé có họ hàng với ông Trúc, trạm trưởng kiểm lâm đường sông, phải không? Dạ. Tốt lắm. Anh với chú sẽ làm với nhau một chuyến thật lớn. Chú sẽ có đủ điều kiện để giúp đỡ người yêu. Chú thấy thế nào? Đưa trước cho chú ít tiền. Dạ. Anh hứa sẽ giúp chú sau chuyến này có đủ vốn liếng để mua đất, lập trang trại, đón mẹ con cô ấy về sống đàng hoàng. Dạ, em chưa cần tiền đâu ạ. Đừng có phụ lòng sếp. Em phải ngoan nhé. Mẹ đang ngủ à em? Em lo lắm anh ạ. Mẹ thì yếu quá. Chẳng còn cách nào nữa. Chúng mình phải có tiền mới đưa mẹ đi được. Mà mình chỉ làm nốt lần này cho lão Phú thôi em ạ. Thế nhưng hắn vẫn bắt anh phải làm việc cho hắn nữa thì sao? Lúc đó
mình sẽ thú thật với ông Trúc, báo cho công an biết. Muốn có tiền phải liều một chuyến thôi. Tùng, Thủy, các con kia, mẹ lại bàn nhau làm việc gì thế? Mẹ còn yếu, mẹ đi ra ngoài này làm gì? Cô ngồi xuống đây ạ. Mẹ sợ lắm. Mẹ lo cho các con, đói cho sạch, rách cho thơm. Đừng làm ăn với bọn kẻ cướp ấy nữa, rồi phải tù, phải tội đấy các con ạ. Dạ, cô cứ yên tâm, chúng cháu biết. Chúng cháu chỉ lo cho sức khỏe của cô thôi ạ. Mẹ, chúng con sẽ nghe lời mẹ mà. Xem tiếng sáo tây thánh thót như chim hót, bật to cái volume cho anh. Anh thì lúc nào cũng thích nhạc cổ điển, em chỉ thích Quang Linh thôi. Tiếng trống tục 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 nghe như tiếng chặt gỗ ấy. Anh lúc nào cũng gỗ. Ông Bằng à, chào ông. Có nhận ra người quen trong ảnh không? Tôi đã điều tra, đây đúng là tay trùm hạt trường hồi hắn còn là sinh viên thực tập. Ngồi bên cạnh là cô Ngàn, người yêu cũ, hình như đã có con với tay trùm. Hắn về Phủ Cang làm hạt trường cũng là để tìm lại mẹ con cô ấy. Hắn đã tìm ra chưa? Nghe nói hắn nhờ người dò la nhưng chưa thấy. Ông tìm được tấm ảnh này ở đâu vậy? Việc đó không quan trọng. Chắc ông biết mẹ con nó ở đâu rồi phải không? Rất cảm ơn ông. Tôi có cái này tặng ông đây. Cảm ơn ông. Từ ngày bị cách chức tới giờ chẳng có màu mè gì. Khó khăn lắm ông ạ. Có đi có lại mà, tôi là người luôn sòng phẳng. Đây là bức thư vu khống, cô hiểu không? Cô nói đi chứ, ai đã đưa cho cô tấm ảnh này? Cô gái trong ảnh này là ai? Tại sao anh cứ im lặng? Anh cứ giấu em mãi thế. Còn em, em có dám giấu anh điều gì đâu. Tôi với cô đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, đã quyết định ly dị rồi. Cô còn lên đây chất vấn chuyện cũ để làm cái gì? Anh cứ đi biền biệt. Em biết anh còn đi tìm mẹ con cái cô gì ấy. Em bà phân vợ ông Trung ở thị xã mới lên à. Em không giữ được mình, em có tội nhưng em vẫn yêu anh. Tôi muốn giữ tiếng tốt cho cô, tôi nhận hết lỗi về mình. Cô còn muốn gì nữa?
Em cũng muốn bắt anh. Anh hãy tha tội cho em. Đừng bỏ em. Cô yêu tôi. Này, mà cô lại có thai với người khác. Cô yêu gì mà lạ vậy? Cậu nói với anh Trung, tôi có việc cần gặp gấp. Vâng. Tôi về nhé. Vâng, bác về. Tôi muốn biết kẻ nào đã đưa cho cô tấm ảnh này. Nó ở đâu? Anh đi mà hỏi mẹ con cô ấy. Anh cứ nói cho mọi người biết tôi là đồ hư hỏng. Tôi không cần gì hết. Anh đi mà ở với mẹ con cô ấy. Bác Trung, tại sao bác cứ giấu, không cho cháu gặp mẹ con Ngàn? Chính Ngàn nó cũng muốn như thế. Nó hận cậu lắm. Nó không muốn cậu vì mẹ con nó mà bỏ vợ. Bác biết chuyện rồi đấy. Làm sao cháu có thể tha thứ cho Vân được? Ai chẳng lúc lầm lỡ, Vân nó đã biết nhận lỗi. Nó vẫn muốn sống với cậu. Nó vẫn yêu cậu cơ mà. Chuyện gì cháu cũng bỏ qua được. Nhưng việc đó thì không. Cháu là thằng đàn ông mà bác. Cậu vẫn nói lương tâm cậu luôn luôn bị day dứt. Vì sai lầm của cậu mà Ngàn đau khổ. Cậu muốn chuộc lỗi, muốn Ngàn tha thứ. Vậy mà cậu không thể tha thứ cho người khác. Bác không thấy chuyện giữa Vân và Ngàn hoàn toàn khác nhau sao? Khác cái gì nào? Chỉ khác ở chỗ cậu là đàn ông mà họ là đàn bà. Cậu nghĩ chỉ có đàn ông mới có quyền đòi hỏi sự tha thứ. Còn đàn bà, họ không có quyền sao? Nhưng thôi, chuyện đó còn thời gian để nói. Hiện giờ tôi chỉ lo cho mẹ con Ngàn. Chúng dám làm lắm chứ. Không chỉ để đe dọa khống chế cậu đâu. Cháu cũng đang băn khoăn không biết phải xử trí thế nào. Làm gằn với chúng thì nguy cho Ngàn, mà nếu để chúng thoát thì không thể được. Đi lại! Qua trạm này 15 km là tao có điểm đón xe rồi anh ạ. Dưới đó tao có cơ sở an toàn tuyệt đối. Đừng có chủ quan. Chú phải trực tiếp lên rừng Phù Cang giám sát thằng Tùng con Thủy. Nhất là phải khống chế mẹ nó ở khe hố tròn. Ngày mai là các bài phải xong. Này, ta có khách nào đến kia kìa. Lão Trúc tiếp phải không? Sát thủ của dân đi bè đấy anh ạ. Đây là Lão Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển gì đó. Tay này cũng là chùm buôn lậu gỗ đấy. Hắn chỉ phá rừng thôi, chứ phát triển đầu tư cái gì. Hắn có vỏ bọc dày, quen biết nhiều ông to, nên vẫn thoát đi bố ạ. Để xem lần này hắn có xuống tay với thằng Tùng con Thủy không. Lên xe. Vâng. Nó xuống là có chuyện đấy. Thảo nào, anh em trên Phù Cang báo về bọn lâm tặc đang chặt và thu gom gỗ. Này, tôi đã cho phần lớn anh em cơ động phục kích ở ngã ba sông này. Chúng không qua được trạm kiểm soát này đâu. Vâng. Bọn chúng liều lĩnh lắm đấy bác ạ. Cháu đã có kế hoạch phối hợp với bên công an. Ta phải bắt chúng ngay tại khu vực tập kết gỗ. Còn bác và cháu sẽ lên thẳng khe hố.
ngày đêm nay tất cả các bè đều phải xuất phát. Anh cứ yên tâm, sẽ kịp. Nhưng mà cần gì phải mang thằng Tùng và mẹ con Thủy đi theo anh? Mày ngu lắm, chúng nó là vợ con tay chung hạt trưởng. Thế à? Thế cho nên mày phải xếp con Thủy và thằng Tùng đi bè đầu. Nếu tình hình xấu, chúng sẽ là con tim để mặc cả với lão Trúc. Vâng ạ. Để chắc cờ, xếp ra lệnh cho mày lấy thêm một thằng nữa đến ngay nhà con Thủy để khống chế mẹ nó. Nếu có biến động, đưa vào rừng ngay. Vâng ạ. Mày đóng thêm vào, mày nó lên. Anh Tùng. Mẹ nguy mất. Sao? Mẹ làm sao? Em vừa nghe được trong rừng thằng đeo dây chuyền to lớn lệnh cho Tế Sẹo đến bắt mẹ đây. Chuyển nước xuống, phủ lên mẹ. Nhanh tay lên, xếp chặt nữa vào. Thằng chồng ơi, mấy thằng kia, chuyển gỗ vào đây. Nhìn cái đầu bé nữa. Chúng mày bắt con được đó nhá. Làm đi, nhanh lên. Em chạy đường tắt, đưa mẹ vào rừng. Anh ở lại đánh là thương bọn chúng. Đi đi. Con Thủy đi đâu đấy? Em nhờ nó kiếm ít dây để làm níu. Kiều Thủy, nhanh lên kẻo chậm mất. Nhanh lên. Chúng mày định giở trò gì đấy hả? Con kia đứng lại. Đứng lại. Bắt lên nó cho tao. Buông ra, đừng bị buông ra. Đi. Làm đi, làm đi. Nhìn cái gì? Chết tiệt rồi. Hôm nay tao chỉ muốn lo nước. Nhìn lên cái đồng chí. Anh Trung đi ạ. Chúng tôi đã nhận được điện của cơ sở báo về. Anh em đang ra xe để lên thẳng Phù Khang. Vâng. Đích thân đồng chí lãnh đạo tỉnh nhắc cậu, không những phải bắt bằng được bọn chúng, mà còn phải tránh thương vong, phải bảo vệ bằng được mẹ con cô Ngàn. Rõ, tôi đang tới nhà cô Ngàn. Cảnh sát hỗ trợ đã lên hỗ trợ. Tôi nghe rõ. Tôi đã cho đội cơ động của chi cục lên tăng cường cho các cậu rồi. Tôi sẽ giữ vững liên lạc, anh yên tâm. Còn xa không bác? Còn vài cây nữa. Nhanh lên. Có chuyện gì hả con? Chúng nó lại đến bắt mẹ đây. Nhanh lên mẹ. Mẹ nhanh lên. Chúng nó đến rồi kìa. Làm thế nào bây giờ con? Đi lối này mẹ. Nó trốn rồi anh ạ.
nó bị liệt, trốn làm sao được? Hãy tìm quay xem. Mẹ ngồi yên ở đây nhá. Thủy, cẩn thận con nhá. Không thấy mẹ con nó đâu cả. Mày tìm kỹ chưa? Chắc nó trốn vào rừng rồi. Anh Thế, anh làm thế để làm gì? Mày ngu lắm. Thấy cháy, mẹ con nó phải mò về. Đốt đi. Đốt đi. Cầm lấy, các đồng chí đến hỗ trợ cho chiến ở bãi gỗ nhé. Rõ. Đi. Đi lối này. Rõ. Ông sẽ nướng mày. Thủy, đừng ra. Nguy hiểm đấy con. Vừa mới đi khỏi đây thôi. Có khi nó đưa cô ấy lên bãi gỗ rồi. Ta đi thôi bác. Nhanh lên. Mày đi cùng một chuyến. Đừng có đánh nó. Anh Tùng. Trời ơi. Cẩn thận lên.
đến đấy, chạy đi. Tất cả đứng im. Bỏ xin xuống. Cướp chặt, xem lần này mà có chạy được không. Em xin em lạy các anh, em chỉ là dân làm thuê thôi ạ. Thuê mướn gì mày, đưa tay đây. Thằng này cũng là dân anh chị đây. Có thằng này lên. Đi ra, nhanh lên. À, tưởng ai, hóa ra là trợ lý của giám đốc Phú. Đưa tay đây. Đi ra đây. Đi nhanh lên. Chúng nó phá thế này chả mấy chốc hết rừng. Đi. Cậu cử người lại mà trông giữ gỗ nhé. Đi. Từ từ. Ngan. Mẹ. Ông Trúc kìa. Anh chú. Ngàn. Ai thế mẹ? Con. Bố con đi ư? Kìa, Ngàn. Chủ trại cho vay thêm 200 cây giống. Khi nào thu hoạch mới phải trả tiền. Mẹ tiếc là không ra đồi giúp các con được. Thì mẹ giúp con trông nom nhà cửa, cơm nước là tốt lắm rồi mẹ ạ. Ta vào đi. Chăm chỉ thế này, chả mới chốc mà thành ông chủ bà chủ đây. Vâng ạ, con chào bố. Chúng cháu quyết tâm làm giàu mà ông. Không chỉ làm giàu, mà còn phải học tập nữa đấy. Dạ, vâng ạ. Này, chú có hộp thuốc bổ cho cháu. Từ ngày được chú và anh chị em trong hạt giúp đỡ ổn định cuộc sống, cháu thấy vui và khỏe ra nhiều. Không phải dùng thuốc nữa đâu chú ạ. Thế thì tốt. Nhưng mà thuốc bổ cũng không thừa đâu cháu ạ. Cảm ơn chú. Bố biết. Bố là người có lỗi. Dù mẹ con không tha thứ, bố cũng không thể từ bỏ trách nhiệm của mình. Dù sao con phải tiếp tục đi học.
Còn thi vào đại học chứ? Con đã sinh ra và lớn lên ở đây, trên mảnh đất này. Con chẳng muốn rời xa nó. Con phải nghĩ đến tương lai lâu dài. Phải vào được đại học con ạ. Con không muốn từ bỏ những gì mình yêu thích. Ở đây con vẫn học được mà. Bố có biết con ước mơ gì không? Con muốn trở thành bà chủ trại. Bố giúp con chứ. Bố sẽ giúp con. Ngàn ạ, Vân nó cũng khổ lắm. Cháu biết Chúa. Vẫn thấy anh giữa đời buồn vui nhẹ lẫn buồn vui, nắng trong đôi mắt buồn và mưa bay trên tóc em, dấu chân ai hằn nỗi lo âu. Vẫn thấy anh giữa người gần nhau lắm và xa xôi lắm, những yêu chiều thiết tha hôm qua nay bỗng cháy lên thành ngọn lửa. Một đời nắng trải rộng mênh mang nhỏ nhoi, có mình em đợi chờ. Gần nhau lắm và xa xôi lắm, những yêu chiều thiết tha hôm qua nay bỗng cháy lên thành ngọn lửa. Một đời nắng trải rộng mênh mang nhỏ nhoi, có mình em đợi chờ.